Đấy, đố các bác biết con nào là con trống trong hai con này, một đôi zin. Đố các bác biết luôn. Đấy. Đấy, em này là em trống đây. Đó. Em này là em mái. Đó. Rất là ok luôn. Xanh ngọc, xanh nõn chuối, màu kiểu đi răng vào màu đấy. Rất thuần, có trống có mái các bác nhá. Mã số đấy. Mã số 105. Đôi này thì vú nuôi nó nuôi là bắt đầu ăn rồi, ăn cứng được khoảng tuần nay này. Đó. Quay cho các bác. Đó. Lòng phấn hồng các bác nhé. Đuôi khá là dài. Con mái đây, con trống đây, ăn cứng đây. Clip này là em hữu nghị cho các bác, khuyến mại cho các bác là 700k bao ship nha các bác nhé. Bao ship luôn. Mã số 105. Đây, bây giờ em quay cho các bác một đôi đôi có cả bố mẹ cả con luôn. Mã số 106. Đây. Con nó đây. Con đây. Bố mẹ đây. Con ở dưới. Lúc này nó vẫn đang theo bố mẹ nhá. Đôi bố mẹ này em để giá là 3 triệu. Tặng kèm khuyến mại luôn đôi chim non này. Đấy. Anh em nào thích có cái lồng AV nào rồi thì quan tâm cái mã 106 này nhá. Đó. Chia lại cho anh em một đôi bố mẹ. Con đây. Cam kết là gửi kèm theo cả bố mẹ cả con. Là bố mẹ vẫn mớm cho con, vẫn nuôi con bình thường. Đấy, bởi vì cái loại này nó đã biết đòi ăn rồi. Mã 106 này nhá. Vì lâu lắm rồi em không chia sẻ cho các bác là một đôi bố mẹ đang sinh sản cả. Đó. 3 triệu. Tặng kèm theo chim non luôn. Đây. Đây. Đây là giọng còi nha các bác nhé. Giọng còi. Đây. Chim đẻ ấp nuôi con thuần thục. Đẻ ấp rất tốt luôn. Chim bây giờ bắt đầu mới đẻ lại anh em ạ. Bắt đầu đẻ lại. Nở. Bỏ trứng.
Nở rất nhiều luôn. 181 lại được một đôi rồi. Này thấy nở của con này. Kiểm tra cái đôi 11 này xem là nó này nó có u con không. U con là rất là mệt luôn. Chết rồi. U con là chết rồi. Kiểm tra đôi 11. Đấy. 1 đến 5 đây các bác nhá. Rất là đẹp. 7.k cả đôi luôn. Video này gần như video rất là chiên cho anh em trong buổi tối ngày hôm nay luôn.